đây là chương trình Bảy Nụ Cười Show. Biết rồi, nhìn cái bục, hai cái ghế, hai cái loa bắn là nhanh tay nhanh trí. Tôi nhớ nhất cái lời nói của Lê Dương Bảo Lâm. Thưa quý vị, đây là một trong những tài năng vượt bậc của chương trình chúng tôi. Đúng vậy, nói về tính toán, cô ta tính không thua ai. Không thua ai. Xin hãy chọn cặp đi ạ. Nhá gì đó, tiến lên. Mùa nào cũng vậy. Được, tôi thách đấu. Há miệng ra. Há miệng ra. Trương Thế Vinh. Chơi. Ủa này tôi mà đâu có hợp cơ hội chọn đâu, đúng không? Đúng rồi. Chờ đây em. Vậy thì anh Luân chơi trước. Chương trình Bảy Nụ Cười Xuân phát sóng lúc mấy giờ, kênh nào? Trời ơi, bà Ngân bấm biết giơ tay nữa. Bà Ngân trước. Dạ, 20 giờ trên HT. 20 giờ 30 phút. Chưa nói xong mà. Hả? Em chưa nói xong rồi. Rồi nói lại. Không, em nói cho 20 giờ xong em nói lại, nói lại, chờ nói lại. 20 giờ 30 phút. Hai mươi mốt giờ. Hả? Hồng gia. Thứ mấy? Thứ hai hàng tuần trên HTV 7. Bắn cái nước khờ luôn không? Nó mà em bé khôn chi vậy? Bắn cái chậm lại liền. Cho em đọc mà nói lại được không? Chứ không em trả lời về rồi bên chương trình không mời em nữa. Không sao, không sao, không sao, không sao. Mùa này mùa cuối của em rồi. Mùa này mùa cuối của em rồi. Em thấy sao Lân? Chắc là Ngân nhường em đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Cũng đại khách mới thôi. Nhường thôi chứ làm sao quay hoài mà không nhớ được. Câu 2 em có nhường Ngân không? Để anh biết anh bắn em luôn. Câu 2 thì để xem câu hỏi đó. Rồi. Trong bộ phim Cây Táo Nở Hoa, nhân vật Dư của Sông Luân đã nằm viện hôn mê bao nhiêu tập phim trước khi tỉnh lại? Em biết dài của anh mà anh không nhớ là kỳ lắm luôn. 5 tập. Kìa luôn, nói đi. Đâu em vuốt tóc. Đâu em vuốt tóc. Đâu em vuốt tóc. Không, em giơ tay rồi, đừng sao. Năm. À, 5 tập. Em nhớ mà, chắc chắn 5 tập. Thưa quý vị thân mến, khi mình nhận cái phim truyền hình đúng không? Dạ. Mình phải về mình lọc ra đúng không? Tập dạ. này mình diễn phân đoạn nào đúng không? Dạ. Rồi mình phải giữ đường dây tâm lý đúng không? Rồi mình có làm việc đó không? Có chứ anh. Dạ, xuất sắc. 5 tập đúng không? 5 tập đúng không? 5 tập đúng không? Trời, bất ngờ gì? 9 tập. 9 tập hả? Ủa, sao dài vậy ta? Khoan xí bé Ngọc. Em đó có, em có đóng phim đó không? Không. Không. Em mê phim đó lắm, em nhớ. Nhưng mà em sao? Cái này em biết lý do nè. Tầm tại vì cắt để ra những kịch bản là 48 nhưng mà dựng tới 71. Thì đang nói bản bản dựng mà. Thì đúng rồi, cho nên là em tính bị sai là xì. Em tới 9 tập lần hả? Em nhớ 5-6 tập à. Thì 5-6 đâu trong kịch bản thôi. À. Câu số 3, Sakura Sahara Satura, đâu là tên một loại hoa? Giơ tay, giơ tay. Sakura. Thấy chưa? Nhường luôn. Sara là mạc, Satura là tiếng Việt ha. Vai diễn hành động đầu tiên của Lan Ngọc có mật danh là gì? Luân. Vệ sĩ Sài Gòn. Găng tay đỏ. Ở dưới lòng đúng rồi, găng tay đỏ. Vệ sĩ Sài Gòn không có Lan Ngọc. Em nhớ nhộn, em nhớ nhầm. Bắn 7 lần cho em đi ạ. Không có bạn đâu ạ. Có 4 quả táo được đựng trong 2 cái túi. Hiểu tới đó chưa? Hiểu. Số táo trong một túi gấp đôi số táo trong túi còn lại. Bạn phải đựng như thế nào để được như vậy? Chồng hai túi vô, rồi bỏ 4 táo vô. Lân à, cái gì không biết đừng nói. Cho chồng hai cái túi vô. Nghe lại câu hỏi à. Có 4 quả táo được đựng trong 2 cái túi. Số táo trong một túi gấp đôi số táo trong túi còn lại. Vậy đựng như thế nào? Để cái rổ dưới, xong rồi bỏ 2 quả táo, xong chồng cái rổ lên rồi bỏ thêm 2 quả táo trên nữa. Có cái rổ trong không? Thì em thấy cứ đựng y vậy thôi, đừng có đổ qua đổ lại. Để bây giờ đang nói cái túi và rổ đâu ra. Bỏ mỗi túi 2 quả táo, sau đó bỏ túi này vào trong túi kia. 10 năm là một thập kỷ, 100 năm là một thế kỷ, 1000 năm là một thiên niên kỷ, vậy 1 triệu năm gọi là gì? 2 3 triệu năm 4, gọi là 1 năm. Lương. 1 triệu năm gọi là 1 triệu năm. Chính xác.
Gạo nếp là gạo hay nếp? Gạo nếp là gạo nếp. Gạo nếp là gạo. Tên á, hơi đến gần hết. Nãy giờ hai ba cái rồi đó. À, thương yêu thì cần hành động. Thì thương có gì cần nói nhiều đối chữ. Không biết thì im quá luôn dễ. Đi. Quá dễ. Áo bao nhiêu chị? 5.000, bán 3.000 được không? Em. Thương lượng ạ. Nếu trả lời, trả lời gì? À, thương lái. Thương thảo. Thương lái. Thương lái. Buôn bán mà. Không, thương lượng. Thương lượng thương thảo. Thương lượng thảo. Quá. Tôi đang nghĩ trong đầu là thương tích. Thương tích. Mà không dám nói ra. Thương lái cũng được mà đè mình lại đi sau người ta rồi. Ok ok. Song Luân từng livestream nội dung gì trên TikTok khiến cộng đồng mạng mà lem. À, mới đây thôi. Mới đây thôi. Em đi livestream lúc em bơi. Trời ơi, sao hỏi về ảnh sao em biết? À, tỷ số hiện tại 5-5. Rồi, mời gặp tiếp theo. Câu đầu tiên. Trong bảng xếp hạng những người đẹp nhất thế giới, Lâm Vĩ Dạ đứng cuối cùng. Hỏi Lâm Vĩ Dạ đẹp hay không đẹp? Mời. Đẹp. Tại sao ạ? Tại vì đó là những người. Tại vì nằm trong những người đẹp. Ủa trong mặt hay em quá đẹp được ơi. Không phải, em bị phân dân. Tự nhiên nói là chị già nằm trong top danh sách đó. Mà sao thiếu em với Thúy Ngân? Hay em với Thúy Ngân nằm ở vị trí trên đó. 98, 99 chị được. À, em với Bé Ngân là trong cái đường dây đó rồi. Mà em lo cái gì vậy? Có vậy cũng dành nữa mệt. Em giỡn, em xin lỗi mọi người. Câu số 2. Mê gì mà khó thoát ra được? Ngọc. Cung. Đắm. Cung. Đồng đồng nha. Mặt của Hello Kitty không có bộ phận nào. Cái miệng. Hay quá. Wow, tuyệt vời rất là luôn. Trời ơi. Anh Luật biết Hello Kitty là gì không? Làm gì không biết. Không biết. Trời ơi. Trong hai bạn ai hay coi phim Avengers? Avengers. Em không biết luôn á. Avengers tôi coi được có tập hay tập chứ mà phim. Avengers là tập nào? Endgame á. Avengers Endgame là coi. Vậy là không coi tập đó rồi. Coi hết không? À hết. Phim nó dài đó. Đầu tới cuối luôn không? Có coi từ đầu tới cuối nhưng mà ấn tượng nhất khúc cuối thôi. Nếu mà hỏi khúc cuối thì có thể trả lời được. Nhân vật Iron Man nói câu gì trước khi búng tay ở cuối phim? Ê, Ngọc. 5. Anh Lực. 4. Anh Lực. You 1000. 3. I love you 1000. 2. Không ai nhắc được hết lên, chịu giận đi anh ơi. Quá dễ. I love you 1000. À đúng rồi. Không phải. I am Iron Man. Chính xác. Con bé này em rồi ơi. Không. Trời ơi, anh Vinh là người là siêu nhất rồi. Fan Marvel. Nhưng mà có câu anh đúng ra em mới đi thi mới. Em nói cái này rồi anh không muốn nghe. I am Iron Man hả? I am Iron Man. Vậy thì hai bạn có ai coi phim hoạt hình không? Hình nước ngoài. Nước ngoài hả? Nước nào ạ? Nước Nhật thì tôi có coi. Phim gì? Coi phim gì? Nobita. Doraemon. Conan đồ. Thủy thủ mặt trăng. Thủy thủ mặt trăng tôi không có coi. Ronin Kenshin. Hả? Naruto. Samasu. Không. Nữ hoàng băng giá. Frozen. Trời ơi chết tôi rồi. Phim đó coi rồi gì? Dạ. À, chưa coi, chưa coi. Bài hát chủ đề có tên là gì? Lệ cô, sẽ thôi về đi mà. Ngọc đừng hát nữa bị bắt. Ủa đúng rồi mà. Chúng tôi hỏi tên bài hát, không yêu cầu hát. Thì bài hát là Lệ Go. Em hát nguyên một đoạn. Đâu em nói là Lệ Go, xong em mới hát Lệ Go. Không. Em hát cái đoạn điệp khúc. Em đúng. Sai. Đúng không Vinh? Đúng. Chúng tôi hỏi là bài hát chủ đề phim tên là gì? Chỉ cần đó là tên Let's It Go. Đúng rồi. Còn em hát Let's Go. Hả? Let's Go. Em nói là Let's Go xong em mới hát Let's Go. Đúng rồi. Không, không ra thua em. Không. Thua em không chịu. Đúng cái không? Câu đầu tiên đã nằm trong bài hát rồi. Nó là nốt nhạc rồi. Let It Go, Let It Go. Đúng, đó là melody rồi. Cái câu thứ hai đã là Let It Go rồi. ví dụ hỏi nè, trong một phim Giả Từ Dĩ Vãng ca khúc chủ đề tên là gì? Giả Từ Dĩ Vãng. Đúng, nhưng nếu mình hát Giả Từ Dĩ Vãng quay lưng còn vương chiếc kiếp đội tình là sai. Đúng rồi. Đúng. Anh Giá thực sự ra là không có tôn trọng. Ví dụ ta nói là thưa ban giám khảo, đó là phim Death. Ôi cái này em thua. Câu tiếp theo, câu hỏi số 6. Số 6 rồi hả? Thuộc về Ninh Dương Lan Ngọc. Chết men tính toán rồi hả? Thiên về tính toán. Rồi tôi thua chắc rồi. Sao vậy anh? Cố lên. Tiến Luật bước vào tiệm vàng trộm của bà chủ Lan Ngọc 1 triệu đồng. Sau đó dùng tiền này mua chiếc nhẫn 700.000. Tiến Luật đưa ra 1 triệu nên Lan Ngọc thối lại 300.000. Hỏi Lan Ngọc mất bao nhiêu tiền? Đây. Đây. Mất 300.000.
Vô nhà em nè. Vô nhà em nè. Lấy 1 triệu. Lấy 1 triệu nè. À, lấy của em. Đúng rồi, chứ không lẽ lấy của tôi. Đúng rồi, em mất 1 triệu và một cái nhẫn. Một cái nhẫn là 300 ngàn à. Là bao nhiêu? 1 triệu. Nói chung là 1 triệu đồng. Câu tiếp theo. Trò gì 5 bé hơn 2, 2 bé hơn 0 mà 0 bé hơn 5? Em biết. Ô mong chia. Ô mong chia. Là 5. 5 bé hơn 2. Trò gì vậy? Em biết, em 2, biết. 2, 1. Trò gì? Quánh tôi tiền, quánh tôi tiền. Kéo búa bao. Kéo búa bao quả tôi xì. Trong phim Tây Du Ký là phim có ai nè? Bố nhân vật chính nè. Tam Tạng nè, Ngộ Khuôn nè, Chưa Bắt Giới và Sa Tăng. Ngộ Khuôn là sai, Ngộ Không mới đúng. Trong phim Tây Du Ký thì trò Đường Tăng trải qua bao nhiêu kiếp nạn? Biết ngay mà. 81 kiếp nạn. Trời ơi, biết ngay mà giờ không kịp thôi. Biết ngay thì giờ trước luôn. Ừ, tiếp tục liên quan đến phim Tây Du Ký. Đường Tăng đặt tên cho Tôn Ngộ Không là gì? Ngộ năm. Ngộ Tịnh. Không phải. Không, 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 không. 3 2 1 Ngộ Không. Không phải, có một ngộ cái tên không, khác ngộ nữa. Ngộ Không, Ngộ Tịnh. À, ngộ ngộ lắm luôn. Tôn Hành Giả. Đúng rồi, Tôn Hành Giả, giả hành tôn. Quên. Câu này lại là một câu chuyên môn em luôn. Đừng. Tính toán. Đừng. Trên bàn có 5 con ruồi, 2 con ruồi đực, 3 con ruồi cái đậu vào dĩa thức ăn. Nguyễn Nhân A bực mình đập chết 2 con, hỏi còn mấy con? 3 con. Không. Còn 2 con. Sao vậy? 2 con chết nằm trên đống á. À. Đúng rồi. Ủa vậy con, trời ơi. 3 con kia giật nó mình. Bài. Bài, tôi sai bạn ơi. Như vậy là sau khi trả lời thì Tiểu Lực mang về 6 và Lan Ngọc chỉ có 3 mà thôi. Câu hỏi cũng vô cùng đơn giản. Doraemon có mấy sợi râu? Vinh. 6 sợi râu. Chính xác. Hay ta. Trời ơi, em tuổi thơ dữ dội mà. Doremi có mấy sợi râu? Dạ. Dạ, 4. Làm sao chứ? Không có râu. Đúng rồi, người ta là con mèo cái mà. Ai đưa ra câu hỏi này vậy? Câu này là thiên về tính toán. 1 x 2 x 3 x 4 x 5 bằng 100. 100. 100 à. 100 em ơi, chiều nay 100%. Đáp án là 120. Trời ơi, hỏi ai mà hỏi ngay thần đồng toán khảo. 6 x 4 à, 6 x 4 tới 24 lần, hồi nãy chị nhân ra 20 thôi. Trời ơi, 6 x 4 = 20. Nên em mới nhân ra là 20 nhân với 5. Lâu lắm rồi mới có idol tính toán của tôi ngồi đây. Làm thế nào để chia đều 7 quả táo cho 8 người? Em. Mời. Một quả mình cắt ra 8 phần. Chính xác. Trong bộ phim Cây Táo Nở Hoa, mẹ chồng của nhân vật Châu Thúy Ngân đóng có quán ăn bán món gì? Phở. Món phở. Cái gì vậy? Trên cho mà. Chị thấy không? Đây không, một cú đánh cũng không thấy gì hết. Mé một chút xíu rồi chị nói phở rồi. Trời ơi trời. Trong bộ phim Cây Táo Nở Hoa, nhân vật của Song Luân làm nghề gì để kiếm tiền? Đây trước. Làm nghề lái xe và đánh lộn. Sai. Đánh lộn sao là nghề được cưng? Chỉ có lái xe thôi. Ai nói mà đánh lộn là cái nghề tiền mà. Không, cái nghề của em xe không biết được. Cái lái xe hả? À? Đúng rồi. Không, cái nghề đánh lộn. Nhưng mà đánh lộn cũng ra tiền. Cái nghề đó thôi. Anh ơi xin lỗi. Ai mà coi là nghề? Anh khoan xí, cho tôi hỏi chứng chỉ hành nghề của nghề đó là gì à? Là có người trả tiền. Không có ai có cái nghề đánh lộn. Đi làm là phải kiếm tiền. Không. Có nghĩa là kiếm được tiền, có nghĩa là đi làm. Trong phim á, khi mà hỏi là người ta hỏi là lúc mà chút hỏi em, bạn gái hỏi là anh làm nghề gì đó, là tôi làm nghề lái xe công nghệ. Đúng, chính xác, đáp án chương trình lái xe công nghệ. Lái xe công nghệ. Câu thứ 7, có bao nhiêu người đã có con trên sân khấu này? 5. Dạ vâng. 1. 3. 2. 3. Đúng rồi, 3 là dễ quá mà. Ủa? Anh có là anh mấy em. Mấy anh em làm súng móng ở dưới không ai có con hết hả? Hồi ở dưới có ai có gia đình chưa ạ? Chưa có gia đình luôn, mà có con chưa ạ? Câu tiếp theo, nhân vật của Lan Ngọc trong bộ phim Gái Già Lắm Chiêu có biệt danh là gì? Ê Ngọc, em mở miệng ra em nhắc lời cái đi, à, đi. Trả lời đi ạ. 5, dạ. 4, 3, 2, 1. Bạch Xỉu. Bạch Xỉu. Bạch Xỉu. Bạch Xỉu. Bạch tay nè, thì Bạch Xỉu.
Miss Kiều. Miss Kiều. Trời ơi, em tức ghê luôn anh Gia, cái miệng con bé giờ. Em nghe là bạc xỉu. Câu số 9. Vâng. Sáng sớm, Trương Thị Vinh lái một chiếc cúp xanh tung tăng đi chợ mua đồ ăn sáng cho Ý Ngân. Hỏi Trương Thị Vinh mua món gì? Đố chữ. Sáng sớm, Trương Thị Vinh lái một chiếc cúp. Canh súp. Canh súp xanh. Súp, cúp xanh là canh súp. Câu cuối cùng, câu số 10, địa lý. Biên Hòa, Đà Lạt, Tây Ninh, thành phố nào giáp biển? Biên Hòa, Đà Lạt, Tây Ninh, không có thành phố nào giáp biển. Suy nghĩ rồi, đọc lại câu hỏi là suy nghĩ rồi. Anh ơi, trời ơi, chỉ bắt đầu khi mà anh Giang đếm 5. Khi nào anh đếm tới 0 thì em mới không có quyền trả lời nữa chứ. Tỷ thân đại đang là thuê nhau 5 năm. Yes. Như vậy. Anh thấy không? Hai đều. Tức thiệt, cái vụ bạc xỉu là tôi tức. Bạc xỉu? Chị không coi phim em mà chị quay qua chắc còn là cái tên gì? Miss Kiều. Cái thua là thua gì không? Thua cái là lúc toán nhân 100 đó. Cái 4-20 hả Hồng Gia?